Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cây đàn Kirkwell PK150 đang được bán tại Piano Hà Nội. Và tôi sẽ giới thiệu với các bạn là những chức năng cần thiết và những cái ưu điểm của nó. Cái đàn này thì phù hợp với lại những người mà mua về để học và có thể đánh những cái tiệc nhỏ, những cái chương trình nhỏ như tiệc sinh nhật hay là tiệc hội nghị hay là những cái cuộc vui chơi đó, thì tôi sẽ giới thiệu các bạn là những cái tiết tấu và những cái tiếng đủ để đánh những các dòng nhạc của Việt Nam nói riêng và của thế giới nói chung. Xin các bạn cùng nghe nhé. Thì đầu tiên tôi sẽ demo cho các bạn điệu ballad để đánh các bài nhạc trẻ như hiện nay. Nó rất là phổ thông. Tiếp theo là điệu Slow rock thì cũng rất là phổ biến trong dòng nhạc xưa cũng như là dòng nhạc trẻ. Thì như nhạc xưa như Hạ Trắng hay là những cái bài của Trịnh Công Sơn chẳng hạn, ví dụ như thế. Thank you.
tiếp theo thì đến tiết tấu tango. Tango thì cũng khá là hay và nhiều bài đặc trưng. Tiếp theo là điệu cha cha cha. Tiếp theo là điệu van. Điệu van thì cũng là rất nhiều bài, ví dụ chúc mừng sinh nhật hay là nhật ký của mẹ chẳng hạn. Thank you.
Tiếp theo là đến tiết tấu rumba, hay là chúng ta còn có thể là đánh đánh với những cái bài bolero chẳng hạn. Đó, tôi sẽ demo thử một số tiếng. Tiếp theo là tiết tấu bossa nova thì cũng rất là khá phổ biến bây giờ.
tiếp theo là tiết tấu tích lô, là những cái điệu nhạc chúng ta hay nhảy hoặc là những bài remix đấy. Disco, một điệu hay dùng, chúng ta hay dùng liên khúc. Tôi đã demo qua một số những cái tiết tấu chính mà để giúp cho các bạn có thể là có thể đánh được những cái buổi tiệc, hoặc là dùng những cái tiết tấu đó để học hoặc là sử dụng vào những cái mục đích khác. Thì trên cái đàn này có nhiều tính năng hay và rất là nhiều cái tiết tấu hay nữa, nhưng ở trong cái clip này thì nó chỉ giới hạn ở trong một cái thời gian nhất định thôi. Và các bạn cố gắng đón xem những cái clip tiếp theo của tôi sẽ demo, và tôi sẽ demo những cái hay ho hơn nó, những cái tiếng riêng, những cái chức năng riêng, những tiết tấu đặc trưng của nó. Và rất cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin chào các bạn.